Xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay Tâm có nhận được cái phần tiền này cả nhà. Nhiều ghê. Thì Tâm đầu video á, Tâm gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các bạn, anh chị em và cô bác trên mọi miền. Thì hôm nay á, Tâm có nhận được cái phần tiền này là gồm có 50 đô của chị Ngô gì? Tên tiếng Anh đó Tâm quên đó cả nhà, để Tâm ghi lên màn hình nha. Thì của chị Ngô ở bên Mỹ á, có gửi về là 50 đô. 50 đô là Tâm đổi ra được 1.155.000. 50 đô Tâm gửi đổi ra được 1.155.000. Là chị đó có nhắn gửi về là gửi 50 đô đó cho chú Út, thì Tâm đã đổi ra rồi, thì bữa nay Tâm sẽ đem lên. Còn một người anh đặc biệt ở Tây Ninh, người anh này xin giấu tên là anh có gửi cho 3 triệu. 3 triệu là gửi cho riêng cho 3 hộ. Thì Tâm cũng thay mặt những gia đình gửi lời cảm ơn đến anh. Thì bây giờ đó là mời cả nhà cùng theo Tâm đi gửi tiền cho những hộ mà được những nhà hảo tâm ở gần xa, anh chị em gần xa đã yêu quý và gửi tiền về. Tâm xin nhận và chuyển tặng tay. Giờ mời cả nhà cùng đi với Tâm nha. Hiện tại Tâm đang ở chỗ trời Úc. Đó, trời Úc đây nè cả nhà. Tâm đã lên tới rồi. Bây giờ Tâm sẽ giao cái phần 1.155.000 của chị Daniel Ngô ở bên Hoa Kỳ gửi về cho chú Úc. Mời cả nhà cùng theo Tâm nha. Này mới rủ anh Tý đi heo nè cả nhà. Anh Tý ơi. Chào cả nhà nha. Đây chú Út kìa cả nhà ơi. Này chặt cây làm gì chưa? Cây để cắm vào cái vòng cung á. À để treo bịch lên hả? Ờ à, cò đồ đừng có xuống. Dạ. Xuống nó đạp nhặt lúa hết. Dạ. Thì bữa nay á là có cái một chị ở bên nước ngoài á có gửi về cho chú Út. Thì 50 đô. 50 đô thì con có đổi ra được là 1.100.000 đâu rồi đây. Để con lấy ra cái cân cầm. Anh Tý cao giùm em anh Tý. Dạ. Dạ con có đổi ra được 1.155.000 á chú. Dạ, rồi con gửi tặng tài chú. Rồi, giờ chú cũng xin cảm ơn con nha. Dạ. Con ghi xuống giấy sợ lộn á. Chú cũng xin cảm ơn cái người cô bên đó. Dạ, gửi cho chú để cứu cho chú được yên tâm mà bằng ăn. Con đưa chút tài tiền để mà làm lo làm. Dạ. Thì hôm nay cũng đỡ rồi hả chú? Ừ, đỡ mừng rồi. Sống bên này có mình sương gió lạnh lùng đó. Dạ. Có về mua được cái mền bánh chiếu rồi cái mụn. Chưa một lần cũng có mụn nhưng mà rất to nè. Chú nằm giường, con mua cho chú cái giường. Không, chú không nằm được. Nằm không được? Không phải, chú nằm cao quá, chú không được. Vì hồi đó chú có cái lồng quyền. Dạ. À, chú nằm thì luôn á, chú không có... À, vậy nằm sát đất vậy luôn hả chú? Có cái lồng quyền. Dạ, dạ. Thì giờ để cho chú cái lồng quyền đi. À, tại con tưởng đâu nhờ chú mấy con mua cho chú cái giường. Dạ. Thì bữa nay á con ghé thăm tới mấy hộ lần. Thì hôm nay con xin phép chú, con gửi chú rồi con còn đi tiếp nữa. Dạ dạ rồi mai chiều con với anh Tý rảnh cái chạy lên chú nữa. Dạ dạ rồi rồi con xin phép chú. Dạ. Hiện tại Tâm đã tới nhà chú Đức. Thì em đang nghỉ trưa. Thì giờ này trưa rồi ra chú không có đi làm. Thì có một ông anh ở trên Tây Ninh đó là có nhờ con gửi cho chú 1 triệu. Thì em xin chuyển tặng tay chú. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Tại vì ông anh ở trên Tây Ninh là ta không muốn đi trên lên trên được. Cái gì chú thông cảm nha. Dạ thì em cũng đại diện bên gia đình của chú Đức gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến anh. Mong anh năm mới dọc nhiều may mắn nha. Thì còn 2 hộp nữa để Tâm tranh thủ đi cả nhà. Tâm quên đó cả nhà. Hôm nay thì hiện tại giờ là chú Đức đang ở ấp Thế Tây 1, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn. Thì chú có số hội không? Chú. Chú có thể đọc số hội được không? Đọc không 4 số 7. Không, rồi 4 số 7 nữa. 370 40. 370 40. Nghĩa là 0
7777370 dạ. Thì đó là cái số điện thoại của chú Đức. Thì cả nhà nào có ở gần hay gì có thể liên hệ chú Đức. Thì hiện tại Tâm đã tới nhà của Út. Thì đây là cái phần 2 triệu của ông anh ở trên Tây Ninh đó. Em xin phép anh được gửi tận tay Út và chị. Út, đây là cái phần 1 triệu của ông anh trên Tây Ninh gửi Út. Thì người anh đó giấu tên, thành ra con không có nêu tên được. Có gì Út thông cảm giùm nha. Dạ. Rồi, con cảm ơn Út. Chị ơi, cho em gửi chị. À, cái này là cái phần này là 1 triệu của người anh ở trên Tây Ninh đó, là người ta nhờ em á là chuyển tận tay cho chị. Dạ, thì dạ. Ừ, nay thấy có gái chị chồng hay gì vậy? À, chắc nó ngại hay gì. Bé ơi. Đi ra thiệt không? Bé ra chú chụp con bao với mẹ. Ồ, bé hình như còn đi học hả? Dạ. Hôm nay bé học lớp mấy à? Dạ, học cao đẳng. Vậy là cũng lớn rồi chị. Nay nhiêu tuổi? Dạ, 19 hả? À, rồi rồi. Thì này là của cái phần mà của ông anh ở trên Tây Ninh á. Dạ, thì gửi về em xin chuyển tặng tay chị. Thì em cũng... dạ. Tại dấu tên em không đưa tên lên được. Dạ. Tâm đã chuyển xong cái phần quà của chị bên Mỹ và ông anh ở bên ở trên Tây Ninh á, gửi đến những hộ Tâm đã quay vừa rồi á. Thì Tâm cũng đại diện bên gia đình gửi lời cảm ơn đến chị và anh. Chúc mọi người nhiều sức khỏe. Tâm xin dừng video tại đây nha. Tâm chào cả nhà.